Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đạo hàm cục này lên. Thì chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Đây là đạo hàm dây chuyền. Tiếp tục, đạo hàm của x mũ 3 là 3x bình phương. Đạo hàm của x bình phương là 2x, số 3 với số 2 là số 6. Tiếp tục, chúng ta cho f(x) bằng 0. Như vậy, chúng ta sẽ có phương trình này bằng 0 và cục này bằng 0. Cục đầu tiên chúng ta tính thì chúng ta ra x bằng 0 và x bằng 2. Và hai cái cục này nằm trong cái khoảng này. Như vậy chúng ta sẽ xét một cục này thôi là một cực trị nằm trong cái cục này. Chúng ta đẩy m sang bên phải. Sau đó chúng ta đi khảo sát hàm số cái cục này. Như vậy chúng ta đạo hàm cục này lên. Chúng ta sẽ có 3x bình phương trừ cho 3 nhân cho 2x. Chúng ta có 3x bình phương trừ cho 6x. H'x bằng 0. Thì nó là giống cái cục ở phía trên chúng ta vừa mới tính. Sau đó chúng ta vẽ bảng biến thiên. Như vậy nó sẽ thành như thế này. Như vậy, chúng ta thấy rõ nha, ở đây là x mũ 3, số 1 kế bên đây. Số 1 là số dương, cho nên dấu ở bên đây á, dấu cộng. Qua đây dấu trừ, qua đây dấu cộng. Chúng ta lấy số 0, chúng ta thế vào đây, chúng ta ra số 0. Chúng ta lấy số 2, thế vào đây, chúng ta ra âm 4. Như vậy, đồ thị của chúng ta sẽ đi như thế này. Tuy nhiên, cực trị của chúng ta bắt buộc phải nằm trong khoảng từ trừ 2 cho đến số 4. Như vậy, trừ 2 nó nằm ở đây. Số 4 chúng ta có ở đây. Bây giờ chúng ta lấy trừ 2 và số 4 này nè. Mình thế vào cái cục này. Thì cái cục này chúng ta ra âm 20. Còn số 4 chúng ta phải thế vào đây. Thì chúng ta ra số 16. Chúng ta biết cái đường màu đỏ này nè chính là cái đường y bằng trừ m, mình kẻ lên đây luôn. Đây chính là y bằng trừ m. Để nói ở đây có ba cực trị, tuy nhiên chúng ta đã tìm được hai cực trị rồi. Như vậy chúng ta chỉ cần một cực trị ở đây thôi. Để cho có một cực trị thì có nghĩa chúng ta phải có một giao điểm thôi. Ví dụ ở đây chúng ta có một giao điểm nè. Tuy nhiên chúng ta nếu giao ở đây á thì chúng ta sẽ có một giao điểm ở bên đây, tại vì nó bị trùng lặp, cho nên bên đây mình sẽ chọn, còn bên đây mình sẽ loại. Còn xuống dưới đây á, nó sẽ là ba giao điểm không thỏa mãn. Còn vị trí trừ 4 nè, cái này mình loại, tuy nhiên bên đây mình có thể chọn được. Nhưng mà nó không được chạm về âm 20, tại vì cực trị của chúng ta không thể nào chạm vị trí âm 20 và số 16. Như vậy, trong trường hợp này, m trừ m của chúng ta phải nằm giữa trừ 20 cho đến vị trí trừ 4. Trừ 4 là nhỏ nhất cho nên chúng ta có độ đoạn ở bên đây. Và số 0 là số lớn nhất giao bên đây. Như vậy chúng ta có số 0 nằm ở đây. Như vậy chúng ta tính cái cục này thôi. Để dấu trừ, chia trừ 1 cho cả hai bên, đảo chiều ngược lại.
Bên đây chia cho trừ đảo chiều ngược lại thì chúng ta sẽ có như thế này. Như vậy, cục phía trên sẽ là từ vị trí số 19 và kết thúc tại vị trí số 4. Còn cục thứ hai bắt đầu từ vị trí số 0, kết thúc tại vị trí âm 15. Như vậy tổng giá trị của chúng ta ở đây á thì chúng ta sẽ lấy số lớn trừ số bé cộng cho 1. Như vậy chúng ta lấy 19 nè trừ cho 4 cộng cho 1. Số tiếp theo, số lớn là số 0 trừ cho trừ 15 cộng cho 1. Gộp hai cái cục này lại ra kết quả luôn. Chúng ta ra 32. Câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.